Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thôi, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một chiếc vương miện của những hoa hậu đăng quang nha mọi người. Miss Green. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tô màu cho chiếc vương miện này nha. Nên là mọi người hãy theo dõi mình nha mọi người. Mình sẽ bắt đầu nha. Nhanh nhanh nha. Đầu tiên là mình sẽ lấy màu vàng tô vào đây. Rồi sẽ lấy màu đỏ nha mọi người. Tiếp đến là cái này mình phải tô màu vàng nha. Mình sẽ tô hết như thế này nha mọi người. Xong rồi là mình sẽ lấy màu xanh đậm hơn để tô vào trong lòng này nha. Đây nha mọi người, tô như thế này là đẹp lắm nha. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô cái vương miện này bằng màu xanh nha mọi người, xanh nước biển nha. Ok mọi người.
Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thành nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Thịnh đang bật OBS mà quay cam xem chưa? Quay cam xem các anh coi. Tuấn Anh chưa đi làm à? Ok mọi người. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người. Cho anh sắc xem lên. Em vừa mua. Anh có nước ngâm len không? Cái len của em mua xong tự dưng. Anh có mua len giãn tròng không anh sắc? Đây này, cái len to đúng như này này. Xong nó có cái ngôi sao ở đây nữa. Đầu tiên em tưởng nó không có cơ. Lên này to lắm. Nhưng mà lên này đeo xịn cực, chả khác gì cái lên 200.000 em mua một cặp. Cái này lên này 60.000 một cặp, dễ vãi. Giờ đi chỉ có đợi thôi. Và là em thấy nó đỡ bị cộm hơn cái kia ấy. Em mua có một cặp người ta tặng cho em cái này. Em mua trên TikTok cơ. Gì đây? Ờ để. Ơ cái len bây giờ anh đang đeo là anh đeo mấy tháng rồi? Thì đổi len thôi. Làm nào với cửa hàng. Nhưng mà anh bình thường anh đeo lên giãn tròng hay anh đeo không giãn tròng?
Bình thường thấy len nó len ở trên ảnh với len màu ngoài đời khác nhau, thấy nó không giống lắm. Nhưng mà anh đi xe anh đeo len, anh không đeo kính mà. Nhưng mà đi xe đeo nó để đeo kính không độ này, bị vào các thứ lắm. Ôi chết. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô gọt, mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình, hẹn gặp mọi người những video sau, bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một chiếc bánh sandwich hình dạng giống bánh tacos Pháp nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nên mọi người hãy theo dõi mình nha. Nhân vật 71. Đầu tiên thì mình sẽ phải lấy màu ra để tô cho vỏ bánh. Mình sẽ tô cho chiếc bánh sandwich này bằng màu xanh với cả màu nâu nha mọi người. Bánh sandwich phô mai bò nha. Ai trời. Vai. Ai cho các bạn vậy. Nhưng mà anh hay mua màu nâu hay màu đen? Anh toàn mua màu đen thế ra. Ok nha mọi người, mình sẽ tô nha. Như có đây có cái len trong suốt. Em gửi qua Messenger cho anh. Ok mọi người, mình sẽ tô như này nha.
Ok nha mọi người. Ôi, và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được xong một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thành nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video, nhưng mọi người hãy theo dõi mình nha. Vãi đấy. Ok nha mọi người, mình sẽ tô cái bánh taco này bằng màu nâu, màu xanh với màu vàng nha.
Ok mọi người, mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh của mình nha. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô học, mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video sau. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một chú mèo thần tài tam thể nha mọi người. Mèo tam thể thần tài, mèo thần tài tam thể. Cái gì đấy? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một cho bức tranh này, nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. D69. Ok, đầu tiên là mình sẽ lấy màu da để tô vào tay mèo nha. Mèo tam thể có một màu vàng, màu đen với màu trắng nha mọi người. Mình sẽ tô như thế này nha. Tiếp đến là cái vòng cổ mình sẽ tô màu hồng nha mọi người. Và tô màu gì được bây giờ? Mình tô màu đen vào đây đi. Còn lại mình sẽ tô màu vàng nha. Như vậy là được nha mọi người. Tô như mình là ok nha, là đẹp luôn. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Tô con mèo này một bên tai màu đen, một tai màu trắng nha. Ôi giời ơi. Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô một nửa nha. Mình sẽ hoàn thành nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video, nên mọi người hãy theo dõi mình nhé.
Ok nha mọi người. Mình sẽ tô cái phần thân con mèo này bằng màu vàng nha. Bên cổ nó màu đen nha mọi người. Ok nha mọi người. Ơi. Ok mọi người. Ok, mình sẽ tô luôn nha mọi người. Ok nha mọi người. Ui. Ok mọi người. Ok, mình sẽ tô nốt nha mọi người ơi. Trời ơi, sắp xong rồi.
Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video tiếp theo. Bye bye.